khởi công từ tháng 10 năm 2018, chợ Mai Phụ, huyện Lộc Hà, được đưa vào hoạt động từ cuối năm 2019. Công trình có tổng mức đầu tư 80 tỷ đồng với những mục tiêu hết sức thiết thực, đó là giúp xã Mai Phụ và huyện Lộc Hà hoàn thành tiêu chí chợ nông thôn trong xây dựng nông thôn mới và thúc đẩy phát triển thương mại trên địa bàn. Thế nhưng, thực tế lại hoàn toàn trái ngược với kỳ vọng khi mà sau hơn 4 năm hoạt động phần lớn không gian của chợ với hơn 150 kiosk trong tình trạng bỏ không, kẻ bán người mua lác đác điều hưu, trong khi hoạt động giao thương thì vẫn diễn ra nhộn nhịp ở các khu vực khác ngoài chợ. Hàng hóa không đầy đủ, hải sản không đầy đủ, chờ thịt chấu là hải sản nhiều, trắng hoang sạch sẽ đẹp đẹp mà lì hàng hóa không đủ, hải sản không đủ, cho nên họ, họ cũng truyền là họ đi chơi thịt chấu nhiều, về mua các cái địa phương mà lấn cần à, ở chỗ này thì cũng có nhiều cái chờ cũng có cái đầu mối thì rất lớn cho nên là thì mọi cái người dân họ tập trung đi cái chỗ chợ cả thái nữa cái hồ gia đình cùng như cả cái doanh nghiệp người ta đầu tư cả cái ổ đó là chưa rồi dùng đúng mục đích thậm chí có những cái ổ người ta đã bỏ bỏ trống à, chưa đầu tư vào chợ được xây dựng kiên cố khang trang nhưng tiểu thương lại không vào họp thay vào đó là chọn cách bán buôn ở ngoài chợ. Thực trạng đang diễn ra tại khá nhiều ngôi chợ nông thôn ở Hà Tĩnh hiện nay. Điều đó đã dẫn tới một sự lãng phí rất lớn về nguồn vốn đầu tư cũng như ảnh hưởng đến văn minh thương mại nông thôn. Câu hỏi đặt ra là công tác quản lý đã được thực hiện như thế nào để dẫn tới những sự lộn xộn. Những bản thuyết trình khi lập dự án xây dựng chợ chắc chắn đã khẳng định về tính hiệu quả của công trình, tuy nhiên thực tế lại hoàn toàn trái ngược. Trong những câu chuyện như thế này, cho thấy những người có trách nhiệm đã rất trách nhiệm khi lập dự án, triển khai thi công, xây dựng công trình. Thế nhưng để khai thác, quản lý công trình một cách hiệu quả thì lại đang rất thiếu trách nhiệm. Câu chuyện tương tự cũng diễn ra trên nhiều lĩnh vực đầu tư khác. Xây dựng bến xe là một ví dụ. Đây là hình ảnh hoang tàn của bến xe Cẩm Xuyên. 33 tỷ đồng vốn ngân sách, hơn 1.000 mét vuông đất vàng ở trung tâm thị trấn đã được huy động. Thế nhưng chưa một lần bến xe Cẩm Xuyên đón khách Điều oái oăm là xung quanh lại xuất hiện các bến xe tự phát. Một số nhà xe thực hiện đón trả khách ngay tại nhà. Rõ ràng, sự thiếu kiên quyết trong quản lý hoạt động vận tải hành khách trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên chính là một trong những nguyên nhân khiến bến xe Cẩm Xuyên rơi vào cảnh hoang phế. Tại sao là bến xe thì hiện nay đã có xe khách đón ngoài đường không cả xe nào vô bến. Như vậy làm như vậy là ảnh hưởng đến giao thông. Thứ hai nữa nơi đó là nơi tập trung cho những cái tên nạn xã hội chúi vào đó để là tiêm chích hụt hút thịt v vẫn mọi thứ. Trên địa bàn của thị trấn Cẩm Xuyên hiện nay á thì thấy rằng cái tình trạng sẽ mà đầu đổ không đúng quy định rất nhiều. Nhưng mà nếu như các cơ quan có một cái tổ chức cả cái đợt tuần tra quyết liệt thì chắc chắn là cái, cái cái cả cái xe này một là sẽ không đổ đồ, đồ các vị trí không đúng để đón xe khách nếu không á thì họ phải ra đến các cái bến xe ở các cái đơn vị mà ví dụ bến xe khách của thành phố để thực hiện đón khách. Đầu tư xây dựng công trình là không khó, nhưng đầu tư cho các phương án mềm để quản lý, khai thác, phát huy hiệu quả công trình mới là điều khó. Bên cạnh những hành động cố tình làm trái vì lợi ích động cơ cá nhân thì cũng phải khẳng định rằng phần lớn công trình lãng phí là do sự thiếu tính toán trong phương án quản lý khai thác sau đầu tư. Bài học từ nhiều công trình nước sạch nông thôn ở Can Lộc, Đức Thọ, Vũ Quang bị phó mặc là một ví dụ. Khi xây, người ta chỉ nghĩ đến việc dẫn nước, lọc nước, cung cấp sản phẩm nước sạch đạt tiêu chuẩn, nhưng làm thế nào để các sản phẩm đạt tiêu chuẩn đến được với người dân trong cuộc sống thường ngày một cách thường xuyên thì lại không được tính toán một cách căn cơ. Không phải ngẫu nhiên mà trong tổng số 24 công trình cấp nước tập trung được đầu tư thời gian qua ở Hà Tĩnh thì có đến 8 công trình cấp nước hoạt động ở mức trung bình, 9 công trình hoạt động kém hiệu quả, thậm chí là ngừng hoạt động. Quá trình quá sử dụng xây dựng nông thôn mới hệ thống nâng ống quá lâu, không được nâng cấp thì đến nay là hư hỏng toàn toàn nên nó không đảm bảo cung cấp nước sạch cho toàn bộ các cái thôn vùng vịnh lộc cụ có năm thôn hiện nay gọi là xã tránh Nhiên, thì hàng năm thì nhân dân cùng đề xuất nâng cấp tu sửa nhiều nguồn ngân sách của xã không đảm bảo thì tiếp tục đề xuất cơ quan cấp trên có đầu tư nguồn để tiếp tục hỗ trợ cho bà con đảm bảo công nghiệp nước sạch phục vụ an sinh hơn nữa là đảm bảo vệ sinh môi rương, hạn chế dịch bệnh bệnh tật đặc biệt là bệnh ung thư cũng thể ra hiện tại là rất nhiều thì quá trình chúng ta sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trên các nguồn nước sống suối để mà công trình mà vận hành hiệu quả thứ nhất là từ khâu khảo sát thiết kế phải đồng bộ thứ hai là các cái ờ, nhân lực quản lý vận hành thì phải được đào tạo và có cái ờ, năng lực cụ thể. thứ ba là ờ, trong quá trình vận hành thì phải ờ, thường xuyên khắc phục ví tú sửa chữa, đặc biệt là cái, cái cái nguồn thu phải đảm bảo để có cái 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 đầu tư sau cái 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 cái, cái, cái vận hành để là khắc phục sửa chữa và để công trình hoạt động bền vững. Năng lực quản lý vận hành phương án thu chi, khả năng duy tu sửa chữa như phân tích trên đây của Phó Giám đốc Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn Hà Tĩnh chính là phần mềm trong đầu tư theo cách gọi của các chuyên gia. Về nguyên tắc khi lập dự án thì các yếu tố từ phần cứng bao gồm xây lắp, thiết bị, phụ kiện và các yếu tố phần mềm bao gồm phương án quản lý, vận hành, khai thác đều phải được tính toán một cách đồng bộ. Tuy nhiên, trong thực tế sự đồng bộ thường chỉ dừng lại ở một mức độ nhất định xây xong rồi lại không sử dụng thì đó là xem lại à, cái phân tích cái đánh giá và lương khả năng đầu tư có hiệu quả không hiệu quả thì nếu nhà đầu tư như vậy đó là một sai lầm chứ không phải là cứ thích thế hay xây bởi vì thế này cái việc đó là việc chung um, chúng của cả xã hội của anh tiền anh bỏ ra nhưng đó là sản phẩm xã hội cho nên anh tính giữa cả giữa anh với xã hội phải có sự hài hòa làm thế nào anh xây ra anh đầu tư công trình những phạt phí được tác dụng trong xã hội phục vụ xã hội thì mới tốt tốt cho anh và tốt cho xã hội danh mục những công trình đắp chiếu bỏ hoang hoặc lãng phí công năng không gian diện tích có thể bắt gặp ở bất cứ lĩnh vực nào đó là một sự lãng phí xót xa trong điều kiện ngân sách hạn hẹp cuộc sống của người dân còn nhiều khó khăn do đó bên cạnh những sự táo bạo trong các quyết định xây lắp như là một cách đầu tư cho phần cứng thì cũng rất cần đến những ý tưởng vận hành khai thác như một sự đầu tư tương xứng cho phần mềm